Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh chia sẻ những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh hàng đầu Việt Nam, được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội nổi tiếng trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. 1. Những ngày tốt bốc bát hương lập ban thờ mới hoặc bốc lại bát hương thần linh thổ công tháng 11 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương thần linh thổ công. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với thần linh thổ công. 4. Quy trình bốc bát hương thổ công chuẩn phong thủy. 5. An vị và dơ hương cho bát hương thổ công. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, trong phong thủy từ xưa tới nay, bát hương luôn là vật thờ thiêng liêng và gắn bó với tâm thức người Việt, có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng tổ tiên. Trong việc thể hiện lòng biết ơn, thành kính của người cháu với tổ tiên, bát hương như đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của con cháu. Việc bốc bát hương không phải thích làm lúc nào cũng được mà cần phải được chọn ngày giờ đẹp để làm, kèm theo đó là những đồ lễ và những vật phẩm để bốc lại bát hương phải được chuẩn bị đầy đủ để tránh phạm phải những điều đại kỵ tâm linh mà bị thánh thần của trách. Mọi chi tiết thắc mắc của quý vị hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 1. Những ngày đại cát tháng 11 âm lịch để lập ban thờ, bốc bát hương hay bốc lại bát hương thổ công thần linh bao gồm những ngày sau. 1. Ngày mùng 4 Giáp Thân. 2. Ngày mùng 6 Bính Tuất. 3. Ngày mùng 8 Mậu Tý. 4. Mùng 9 Kỷ Sửu. 5. 15 Ất Mùi. 6. 16 Bính Thân. 7. Ngày 17 Đinh Dậu. 8. 24 Giáp Thìn. 9. 25 Ất Tỵ. Và 10. 29 Kỷ Dậu. Đó là 10 ngày tốt để bốc bát hương cho bát hương thần linh thổ công trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất với mình để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn nhé. Đồ lễ bốc lại bát hương cho ban thờ một bát hương thần linh thổ công gồm có những lễ vật sau. Tùy theo văn hóa vùng miền mà những lễ vật này cũng sẽ được thay đổi sao cho phù hợp. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc là thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, chầu cau, một mâm cơm, canh, xôi hai đĩa. Hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu với hai cốc nến. Đồ mã thì bao gồm 5 đinh tiền vàng cộng với bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, hai vòng hoa đỏ đại, hai vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc là rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương thổ công thần linh. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được nhận tài liệu hướng dẫn và văn khấn bốc bát hương hoàn toàn miễn phí. 1. Thất bảo. Thất bảo là bảy bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng. Ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữa linh khí của mộc, được tôi luyện nên có nghĩa là tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hương thịnh.
Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của chúng tôi còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát, sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng cho bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. 3. Là ngũ vị hương, là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Là tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và các tờ ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Là giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết, nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được chúng tôi gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Là trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy thác khói trầm hương có công dụng giúp tự vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được chúng tôi gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Bát hương thần linh thổ công ghi phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần, hoặc là ghi phụng thờ định phúc táo quân chư vị tôn thần. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1 là sáng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm, toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và chúng tôi đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang màu có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim cộng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa của bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt của bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa của bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt của cho nếp.
Tiếp đến lại bốc cho nếp vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên sâu bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ không bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ. Nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Như vậy là ta đã hoàn tất việc bốc lại bát hương cho ban thờ gia tiên, thờ một bát hương. Sau khi trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ, đặt bát hương vào chính giữa ban thờ, mặt nguyện bát hương hướng ra bên ngoài, điều chỉnh cân đối rồi thắp 5 cây nhang theo thứ tự, que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái và que 5 ở phía trước bên trái, tính theo hướng của người đứng cúng. Thắp hương xong bắt đầu khấn bài, bốc lại bát hương, tôn cấp lập thờ theo bài mẫu mà thầy Gia Cát gửi kèm cho quý vị trong bộ bốc bát hương của chúng tôi. Quý vị chờ hương cháy hết, hóa vàng mã, hạ đồ lễ, như vậy là hoàn tất thủ tục bốc lại bát hương. Khi bốc lại bát hương trong vòng 100 ngày, từ khi bốc cần phải thắp hương liên tục và sau 100 ngày làm lễ tạ. Quý vị vừa theo dõi video hướng dẫn bốc bát hương thần linh thổ công, làm gì cũng vậy, đặc biệt là về tâm linh, quý vị cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, tránh tâm lý bất an. Hy vọng qua video này, quý vị hoàn toàn có thể tự bốc lại bát hương nhà mình một cách đầy đủ và chính xác nhất. Trong quá trình bốc bát hương, quý vị cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với đội ngũ của thầy Gia Cát. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị đầy đủ và chi tiết nhất, hoàn toàn miễn phí để quý vị làm đúng, tránh phạm phải những đại kỵ trong tâm linh. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Chân ái, chào tạm biệt.